Xin chào tất cả các bạn và mọi người đang xem. Hôm nay tôi sẽ coi về tuổi Quý Sửu, mạng gì và nam thờ ông gì và nữ thì thờ bà gì của tuổi Quý Sửu và số mạng ra sao, ngày kỵ và ngày hạp của tuổi Quý Sửu. Tuổi Quý Sửu mạng tang đố mộc, nam thì thờ ông tử vi độ mạng, nữ thì thờ bà kiểu thiên hiền nữ độ mạng, và đón xem số mạng như là Quý Sửu mạng mộc số ta như vậy. Tuổi Thổ mạng mộc số này tuổi cùng với mạng đặng vầy tương sanh, cái duyên thì đi đứng không lanh khôn lanh, người đều yêu chuộng phước lành mến thương, nhiều người rất là ưa chuộng và rất là mến thương. Bệnh phù chiếu mạng hữu thương, có tiểu tật bệnh ở thường trong thân, số ta cha mẹ phân quân hoặc là cách trở hoặc phần mồ côi. Luận xem tiền của tài bồi, tay làm thịnh vượng vô hồi rồi hao re, đời sanh khổ trí đó là rối lo rộn tính khó mà rảnh rang, tránh người lớn mật to gan. Số ta trường thọ tâm khôn vui vầy, số ta duyên nợ đổi xây, cách đời thứ nhất xung vầy đời sau. Tuổi Quý Sửu là cách đời thứ nhất xung vầy đời sau. Anh em thiếu sức quản bao, nghèo nhiều giàu ít dễ nào lập nên, tánh hay trong giới kính trên kính trên, thị phi chẳng chịu nói thêm nói thừa, số ta cách xứ quê xưa khác xứ cha mẹ mới vừa lập nên, hào con cá muộn mới bền bằng mà cá sớm chẳng nên đâu mà, tay cá tài nghệ vậy mà số ta dời đổi cửa nhà đôi phen, tích thiện bố đức lòng bền hướng ngày hậu nhật như đèn thêm du. Đó là số mạng của tuổi Quý Sửu, nam nữ là xem chung một tuổi Quý Sửu. Và ngày kỵ và ngày hạp của tuổi Quý Sửu, đây là nhằm coi ngày kỵ ngày hạp, là để nếu hạp thì nếu mà mình các bạn nào bệnh thì nên cầu và khẩn ngày đó thì mau chóng sẽ lành bệnh, còn nếu kỵ thì phòng ngừa cho tốt hơn. Ngày Tý thì hạp cầu tài cầu tiên và độ mạng, đào đất dời chỗ ở, còn kỵ hay lo nhiều phòng bệnh hoạn. Ngày Sửu thì hạp có thần linh độ mạng, có quý nhân hỗ trợ, còn kỵ nghe lời trộm cắp đưa tiền ra, cầu tài người quyên phán than buồn. Ngày Dần thì hạp cầu tài dời chỗ ở kết hôn đào đất, còn kỵ la chi phòng thất vọng nhức mỏi trai hờn vợ. Ngày Mẹo thì hạp có thần linh độ mạng, có quý nhân hỗ trợ, kỵ đưa tiền ra cầu tài người quyên phán đi nhiều kỵ tí. Ngày Thìn thì hạp cầu tài cầu phước gặp hung hóa hiền, kỵ pháp luật bệnh hoạn rời ra gái hờn chồng. Ngày Tỵ thì hạp văn thơ đơn tờ nhập học đi đường kỵ đạo đức buồn ý quan sự đi tế. Ngày Ngọ thì hạp kết hôn nhiều việc hạp cầu tiên bà cứu bệnh, kỵ la nhiều la chi phòng thất vọng bệnh hoạn trai hờn vợ. Ngày Mùi thì hạp không có kỵ nghe lời cướp trộm can thiệp hùng hạp than buồn. Ngày Thân thì hạp cầu tài kết hôn đạo đức kỵ nhức mỏi la phòng
thất vọng, trai hờn vợ. Ngày giàu thì hạp thần linh đồ mạng, quý nhân hỗ trợ, hạp thơ tờ, thư từ, kỵ, đưa tiền ra, cầu tài, người thân phản, buồn phiền, quan sự. Ngày tốt thì hạp cầu tài, cầu phước, gặp phong hóa hiền, còn kỵ, rời ra, pháp luật, khổ tâm, la nhiều, gái hờn chồng. Ngày hợi thì hạp văn thơ, đơn từ, nhập học, đi đường, còn kỵ, đạo đức, đổi dời,